Mày đây. Tôi xin thưa quý quý khán giả, tôi xin bổ sung thêm một thế công cụ cho võ sĩ. Nè, nhóm em. Bây giờ thí dụ cứ đi ngồi đây. Vậy đi ngồi đây, đá tôi là đá nó vô đấy đi. Đó, đúng rồi, rõ rồi. Thầy trời. Nó rõ ràng khi mà không muốn vô đây là nó đá vô. Nó bước vô. Là không bằng chân. Bước xem phía đùng bước qua, đùng mang bước xem phía, bước đã rồi. Qua chân người này. Là dùng cái tay là lưỡi con nắm cũng thật chặt. Đưa cái đoạn qua là nó người ta là con cho ra. Rõ. Thứ hai là bây giờ nếu trường hợp mà đấu vòng cũng cái chiếc viên rùa trên đầu tay thì phải bấm này có đi đá rùa đây bó chỗ này bấm vô là người ta cái đó dùng có gì đó đưa vô đó. Thứ hai, thứ ba là bây giờ đấu vòng đánh mình dùng đường cắn cho mình thế như tôi đánh này đây này. Đây cũng được này, nè rồi, đây này, lọc đến được không? Nhưng mà dùng muốn không thế là phải đây, cứ là tôi vô đến, vô bắt ngược, muốn qua đây, lọc lại, rồi lọc lại không thế nhưng mà vừa nhờ đây, vừa cái tay cắn ngay đây, đâu có lên được. Là ba rồi, là ba. Từ từ. Nếu mình đá sâu lưng, nếu mà đau vùng đá đồng chân sâu đá đừng vô này đây là bây giờ mình dùng tay nắm cố thật chặt dùng bằng dùng cái cũng là có cầm tay cũng lâu thật chặt cũng đau vùng ra mày nói đây đây cũng ra luôn đó cũng ra đây là một cái những cái thế công số bao nhiêu giờ mình đến những đoạn quyết định dù cho được không đoạn quyết định mình đến đi ra đến thí dụ tôi muốn đoạn cán tôi đoạn đó đây một tôi rất liều đó thì vô tôi muốn đây tôi muốn ra nhịp ta vừa cái đây đúng cho chút quay lại rõ nó quay à quay lại cái này xíu thôi giờ là muốn đấu phường tính cái đoạn quyết định dù thắng thua cũng đánh quyết định cái nằm chưa đâu nhỉ. Đó đó. Như vậy, đi ra, đi đây, cuốn này, cuốn đâu vô này. Cuốn ra, cuốn ra, cuốn ra. Đưa đụng. Cuốn cho qua. Cuốn lại, cuốn lại. Được chưa? Đó. Đó.